Theo Diario AS, Barcelona đã lên bản kế hoạch khủng với việc chi đậm để mang về Lautaro Martinez, Neymar và một hậu vệ thay thế Gerard Piqué. Được biết, mức giá của Neymar không dưới 180 triệu bảng, trong khi đó phía Inter Milan cũng đã từng hét giá Lautaro lên đến 100 triệu bảng. Cộng thêm một hậu vệ giỏi, khả năng thử tận Barcelona phải chi hơn 300 triệu bảng để hoàn thành tham vọng rất lớn này. Mới nhất ấn phẩm từ Sport Tây Ban Nha khẳng định, Jorge Mendes muốn Manchester United sớm chiêu mộ Nelson Semedo ngay trong tháng 1 này. Barcelona đã quyết định bán đứt Semedo với giá 40 triệu euro. Không phải là một chuyên gia săn bàn, nhưng Nelson Semedo vẫn sở hữu tốc độ, kỹ thuật và đôi chân lắt léo, giúp di chuyển và sáng tạo như một tiền vệ cánh điển hình. Khi mới cập bến sân Camp Nou, Semedo còn được ví von là Dani Alves mới. Sport tiết lộ Manchester United đã liên hệ với Barcelona thông qua Jorge Mendes và cảm thấy Nelson Semedo có những đặc điểm phù hợp với đội bóng. Xuất phát là một hậu vệ cánh, nhưng nếu gia nhập Manchester United, Nelson Semedo nhiều khả năng sẽ chơi ở vai trò tiền đạo cánh bởi huấn luyện viên Solskjaer đang muốn tăng cường chất lượng hàng công. Như đã đưa tin, Barcelona đã thực hiện công cuộc thanh lọc đội hình và cải tổ lực lượng mùa hè 2019. Đội chủ sân Camp Nou mang về nhiều bản hợp đồng mới, trong đó đáng chú ý nhất là trường hợp của Antoine Griezmann và Frenkie de Jong. Hai ngôi sao nhận được rất nhiều kỳ vọng từ thượng tầng Blaugrana. Griezmann được mang về Barca với hy vọng sẽ giúp hàng công nhà đương kim vô địch La Liga thêm phần mạnh mẽ. Mặc dù vậy, cho đến thời điểm hiện tại, có thể thấy những gì mà Antoine Griezmann đóng góp chưa xứng đáng với kỳ vọng của thượng tầng Blaugrana. Trong khi đó, Lionel Messi, ngôi sao số 1 tại Camp Nou vẫn cho thấy tầm quan trọng của mình và vị thế khó có thể lay chuyển. Dù vậy, trước viễn cảnh Messi ngày càng chịu ảnh hưởng của tuổi tác và không còn nhiều thời gian cống hiến cho Barca, thượng tầng đội bóng xứ Catalan đã lên danh sách những siêu sao có thể thay thế Lionel Messi trên thị trường chuyển nhượng. Theo Express, Barcelona đưa Kylian Mbappe, Harry Kane và Neymar vào danh sách rút gọn 3 người có thể thay thế Messi tại Nou Camp. Trong đó, thượng tầng Blaugrana xác định Neymar là ưu tiên hàng đầu của đội bóng. Cầu thủ này rời Barcelona mùa hè năm 2017 khoác áo Paris Saint-Germain 2 mùa giải nhưng không đạt được thành công như mong muốn. Chuyên suốt người Brazil từng bày tỏ nguyện vọng rời Paris để trở về Tây Ban Nha, cụ thể là khoác áo câu lạc bộ xứ Catalan để tiếp tục phát triển sự nghiệp.